trong căn phòng nhỏ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Trịnh Hán Quang, 25 tuổi, đang tỉ mỉ vá lại cuốn sách của khách. Tác phẩm có nhiều trang mục nát, bị mốc qua thời gian. Quang là một trong những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đã theo đuổi công việc phục chế sách được 4 năm nay. Từng theo học ngành công nghiệp điện tử, thế nhưng Hán Quang lại chọn một con đường khác so với ngành học. Anh cho biết mình đam mê và yêu thích sách từ nhỏ nên anh đã quyết định tìm hướng đi mới cho đam mê của mình. Ngày sách nó bén duyên với mình là mình bắt đầu chính thức làm là vào khoảng đầu năm 2022. Khi mình thao tác trên quyển sách, nếu mà nhẹ thì không nói nha, nói về những cái tình trạng nặng đi, thì mình phải đặt cái tinh thần của mình, cái sự tập trung của mình trong đó khá nhiều. Thậm chí là khi mình đã vá xong rồi, khi mình ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì nó đã tới tối, mình cũng quên luôn cái chuyện là mình cần phải ăn cơm, mình phải uống nước này kia. Thậm chí trong cái quá trình đó mình cũng không thấy khát, cũng không thấy đói nữa. Đó là cái sự gọi là cái sự kỳ diệu của cái việc mà mình đặt cái sự tập trung của mình vô cái việc phục chế cái việc mà vá của quyển sách nó bị hư hại này. Sách Quang nhận phục chế có tuổi đời từ vài chục đến cả trăm năm. Quang cho biết để đưa một cuốn sách đã cũ, rách nát trở về tình trạng ban đầu có nhiều công đoạn khác nhau. Phục chế sách thì nó sẽ có những cái công đoạn chính và công đoạn phụ. Thì công đoạn chính nó sẽ gồm 3 công đoạn. Thứ nhất là chúng ta gỡ sách. Và thứ hai là để phục vụ tốt cho cái công việc mà tu bổ lúc sau. Cái công đoạn thứ hai đó chính là cái công đoạn mà phục hồi sách. Thì phục hồi sách này nó lại chia cho ra 2 công đoạn phụ nữa. Đó là công đoạn vá sách và công đoạn khâu sách. Và sau khi làm được 2 cái phân đoạn khâu sách và vá sách thì rồi là đã hoàn thành quyển sách, thì mình tới cái công đoạn là mình ráp bìa cho sách. Và cái công đoạn mà nguy hiểm nhất và công đoạn mà khó nhất thì nó cũng chính là cái công đoạn mà mình ráp bìa cho sách. Tại vì tới lúc này là mình đã hoàn thành hầu như là tất cả quyển sách rồi. Nếu mà công đoạn này chúng ta không cẩn thận, chúng ta không tỉ mỉ thì về sau chúng ta sẽ phải gỡ ra quyển sách này và chúng ta phải làm lại từ đầu. Trung bình mỗi cuốn sách xưa sẽ mất khoảng 2 ngày sửa chữa hoặc có thể lâu hơn tùy vào mức độ hư hỏng và yêu cầu của khách hàng. Một số khách Quang còn phải vẽ lại phần gáy theo đúng bản gốc. Giá phục chế dao động từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, trả lương nhân viên, Quang kiếm được khoảng 15 đến 18 triệu đồng từ công việc này.